À, dạ em chào chị Nhung Em có một câu hỏi muốn hỏi chị là Hồi xưa khi anh Quỳnh và chị hát chung với nhau Chị có bao giờ chị yêu thầm anh Quỳnh hay không? Cái gì kỳ vậy? Mình Quỳnh phải yêu thầm chị Nhung chứ tại sao chị Nhung yêu thầm anh Quỳnh? Phi Nhung bị chụp lại đang vui chơi tại Mỹ Cái chết chỉ là màn kịch Mới đây một vị khán giả giấu tên cho biết Phi Nhung hiện tại vẫn khỏe mạnh và việc cô mất vì Covid-19 chỉ là một màn kịch đánh lừa dư luận. Ngoài ra vị khán giả này còn bí mật cung cấp cho chúng tôi loạt hình ảnh được cho là ca sĩ Phi Nhung đã chụp gần đây. Cô cũng cho biết chính mình đã chụp nhận tấm hình đó cho Phi Nhung. Sự vi sẽ chẳng có gì nhưng khi nhìn vào tấm hình thì có vẻ như ca sĩ Phi Nhung đang rất hạnh phúc bên gia đình và dường như không hề quan tâm đến thị phi, sau tin đồn mình qua đời. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thắc mắc liệu đây có phải là người giống người, chứ sự thật thì ca sĩ Phi Nhung đã mất vì Covid-19, còn tổ chức cả tang lễ, làm sao có chuyện sống lại được. Nhưng nhìn kỹ hơn vào tấm ảnh thì người này giống Phi Nhung đến 99% và đặc biệt bên cạnh còn có con gái Wendy. Hiện tại trên cộng đồng mạng lại được một phen náo loạn bởi thông tin chấn động này. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung phải nhập viện Gia An một một năm điều trị Covid-19 từ ngày 19 tháng 8. Bệnh chuyển biến nặng, cô phải chuyển sang bệnh viện chợ rẫy vào tối 26 tháng 8. Trong những ngày cô Lâm bệnh nặng, người thân và bạn bè của Phi Nhung đã luôn liên lạc với các bác sĩ để được biết về tình trạng của cô. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung có tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô tham gia nhiệt tình các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nấu cơm gửi tới các y bác sĩ tuyến đầu. Trong quá trình làm việc, nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn tại Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Phi Nhung sinh năm 1972 quê tại Gia Lai. Năm 2005, sau thời gian dài định cư tại Mỹ, ca sĩ về nước ca hát và kinh doanh. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bông Điên Điển, Phải Lòng Con Gái Bến Tre, cô đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero hãy nghe tôi hát chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin này và gửi đến cho các bạn những kết quả chính xác nhất vào bản tin sau hãy cùng chờ xem vào video kế tiếp